Con đi học lại rồi. Lâu lắm con không đi học được. Từ lâu lắm đó, em chưa nói sang nhà cô chú trong đường đó ở bên đấy thì nói với học. Anh lấy cái này đi bán, anh đi nhanh nhanh nhé. Em đi một chút thôi, anh về. Thank you.
bán bốn mươi nghìn đây. Ơi, anh làm xong rồi anh đi nhá, gọi nhà nhá. Anh làm xong rồi à? Ừ. Nhiều nhỉ? Hàng này bán được khá nhiều đấy. Con ở nhà con ngoan nhá. Bí mẹ cho con đi ở với cô chú để con đi học nhá. Đâu bác đi học rồi. Thì cô đi làm với con đi. Con ở nhà con ngoan nhá. Con ở với mẹ, bí mẹ cho con đi ở với cô chú nhá. Đi nhá. Nhà nhé. Ừ, anh đi nhá, anh đi nhá. Nhà con ngoan nhá. Ừ, nhà nhá. Con nhá. Đi nhá. Tôi lấy cái này cho vào trong nhà đi. Đi rồi nhá. Ừ. Ở với cô chú cho con đi học dễ xa nhé, con đi con phải ngoan nhé. Thank you.
là nhấp đấy để nó làm cái cơ thể thông cho nhá. Mà cho tôi mở cái này. Lấy được quá. Đấy có thể mượn thông cho nhà tí về hỏi hộ chị nhá, nếu bảo nếu mà anh về nhà rồi em đây con đi học rồi anh bán đây không.
cái gì đấy? Cứ vào nhà đi, anh có rất nhiều cho em mà. Gì đâu? Đây đây này. Wow, anh mua áo cho em à? Ừ, anh mua áo để cho em. Ui, đẹp hết. Thích không? Có. À, kẹo không? Muốn một kẹo cho con này. Nè. Anh cho em một áo bằng anh mua hai cái rồi cho em. Ừ, thì anh cũng mua cho anh à? Ừ, không mua đâu. Đẹp thế nhỉ? Xem nào. À, kẹo nhá. Vừa không? Cứ mua đại cho em không biết ăn mặt cỡ như nào. Không được. Con xuống đi. Con kẹo. Bố mua pin cho con này. Bố mua pin cho con này. Ui. Ui. Nè. Nè, cho để bố mua. Kẹo. Cảm ơn anh nhé. Anh bán được bao nhiêu? Anh bán được có mấy nghìn. Anh chưa hết chưa? Chưa. Mấy nghìn rồi. Chưa. Anh đã chợ được cho con rồi. Con này. Để cho anh tất đấy. Cảm ơn.